Hello, xin chào tất cả các bạn ghé đến kênh Thu Nguyễn Cuộc Sống ở Mỹ. Xin chào các bạn. Mấy lần trước Thu quay cái trái thì là, cái củ thì là mà Thu thu hoạch ở vườn trước á. Thu có nói là cái thì là khi mà nó già nó sẽ thành cái trái tiểu hồi đó. Hôm nay nè, đây nè. Đó, quay cho các bạn coi nha. Đây là cái trái tiểu hồi mà mình nấu phở nè. Nó vậy nè. Thấy không? Nhiều trái lắm á. Bởi vậy mấy bạn nào mà có trồng cái củ thì là đó, muốn thu để già thành bông thì mình sẽ thu hoạch mình thành cái tiểu hồi để mình nấu phở ha. Thì hôm nay Thu sẽ đi thu hoạch ở ngay bên hông của cái vườn của Thu, đi thu hoạch vô trong tới vườn nha. Hôm nay dọc bên hông vườn của Thu có rất là nhiều cà chua. Mà cái điều chui vào trong đây nó hơi bị khó, tại vì mấy cái cây lá dong này nè, nó hôm nay nó che hết rồi. Đây đó, không hái thì nó sẽ bị rụt, nên là Thu phải hái. Đây là cà chua này đấy, nó cũng đeo á, nó không có nhiều chỗ mà nó cũng đeo được này. Cà chua này nó gọi là cà chua ngọt 100, sweet 100 nha mấy bạn. Mùa này cái bụi lá dong vườn Thu nó tốt sùm luôn, nhưng mà mình thì mình đâu có gói bánh trưng mùa này ha. Hôm qua Thu cũng nói chuyện với một chị ở ngoài vườn á, chị ơi cái lá dong vườn em á mùa này nó tốt sùm rồi, tự nhiên nghĩ cũng thèm bánh chưng nhưng mà chưa có rảnh mà lôi ra mà gói đó. Chị nói ủi đã thật, mùa này á là ngồi gói bánh chưng là đã luôn. Tự nhiên cái mùa Tết á bánh chưng bánh đồ nó nhiều thì mình lại không thấy thèm, mà cái mùa mà nó mình không có mình ăn thì nó lại thèm hả mấy bạn. Đó, mấy bạn nhìn cái bụi lá dong vườn Thu này đó, mọc lòi ra cả đường đi luôn. Ở bên Mỹ cũng trồng được lá dong á hả? Đây, bây giờ mình sẽ đi dọc qua bên vô đây nha mấy bạn. Đây. Cái này là loại cà chua bự nha, trái nó đeo nè. Ở đây có ít đậu để Thu hái đậu trước rồi mình qua cà chua nữa nha. Cái này thì không nhiều cà chua lắm nên Thu xách cái rổ nhỏ nhỏ. Nói vậy thì rổ nhỏ nhỏ chứ không biết có thu hoạch đủ không á chứ. Đây nè, à. Không biết, chắc là nó đầy rổ luôn á. Đây. Đấy. Nằm dưới đây nữa nè anh nè. Đó. Đấy, lủng lẳng. Từ bên hông thôi mà có cái mình cứ đi dọc đi vô trong vườn nữa. Vườn này hôm nay hả, Thu nghĩ là thu hoạch một buổi này chắc cũng hơi bị lâu luôn, mà chắc cũng không hết được nữa đó. Đây đó, bây giờ qua tới bụi cà chua này. Đây nè, nó thấy không, mấy bạn thấy không? Vậy cũng được một nắm đậu rồi. Rồi hái từ đây hái vô này. Đây đó. Lũng lẳng. Thấy cái rổ này có vẻ hơi bị nhỏ rồi mấy bạn ha. Mấy bạn coi này, đây, wow, coi trái của nó nè, đó, đây, chùm luôn. Mùa này là tha hồ ăn cà chua. Hôm bữa Thu mang cà chua về mà Thu chưa có thời gian làm, cái Thu bỏ vào trong tủ đá rồi. Mấy bữa Thu rảnh á, Thu ra Thu sẽ làm mấy loại sauce để dành cho mùa đông đó. Sauce thì có nhiều loại sauce ha, sauce để ăn spaghetti nè, rồi sauce để có nhiều lúc Thu cắt ra xong rồi Thu đổ nước vô, Thu bỏ vô trong tủ đá, Thu để dành á, khi nào Thu muốn mùa đông không có cà chua á, Thu muốn nấu bún riêu hay cái gì, cái là Thu nấu sôi, cái là Thu thả nó vô lạnh như vậy còn cục đá luôn á, thì cái cà chua của mình nó còn cứng, nó cũng ngon lắm. À, đây là xong cà chua ở ngay có cửa Thu nha. Bây giờ mình vô tới vườn rồi mấy bạn, bây giờ tiếp tục sẽ đi qua cái hàng dâu nha, nhưng mà để lấy cái rổ đó. Dâu không có nhiều nên Thu lấy cái rổ nhỏ nhỏ thôi. Đây, qua dâu nè anh. Đây. Cứ tưởng là kỳ này về là Thu sẽ không có dâu thu hoạch nữa, mà cũng có những cái trái dâu rải rác nè mấy bạn. Đây. Nó vẫn còn ra hoa nha. Đó. Cái này phải cần phải bón phân cho nó thêm tí nữa rồi nè. Đây. Đó. Đây. Kẹt có ăn là vui rồi mấy bạn ha. Nó không có bự lắm. Phải tìm thôi.
Hôm bữa lúc Thu mới về đó, lúc mà lên vườn thì nó có nhiều trái hơn, nhưng mà không có thời gian quay phim cho mấy bạn, nó cũng thối hết. Thối rồi nó khô lại rất là nhiều này, giống như là mấy cái trái này này, đây đây, mấy bạn coi này, đấy nó thối rồi nó khô lại như vậy luôn này. Thì mình phải bỏ thôi, nay mới có dịp ra quay phim cho mấy bạn. Anh coi này, cái cây khoai sọ của em này. Năm trước Thu đào khoai sọ mà Thu không có trồng lại, tại vì trồng khoai sọ lâu lắm, một năm á hả, nó còn chưa ra củ nữa, nên Thu ghét, Thu để ở đây mà không có đất, không có gì hết, mà coi giờ nó thành mọc cây ở đây luôn nè. Đúng là thiên nhiên nó dễ mọc hả. Rồi đi qua đây, cái chùm này nè. Đây, còn cái chùm này cũng được á anh hả. Chùm này là hết sảy rồi chứ. Nhất vườn của Thu hôm nay. Hôm bữa Thu cũng mới trim lại mấy cây dâu này, nhưng mà chưa có bón phân. Mới tỉa tỉa cái lá nhìn cho nó gọn gàng sạch sẽ chút xíu. Hôm bữa lúc về nó hơi bừa bãi. Hôm nay thì nhìn nó gọn gọn rồi mới dám quay phim cho mấy bạn coi đó. Trái trumbo, trumbo. Đây. Hôm nay nhiều thứ lắm mấy bạn ơi. Đây, 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 đây. Coi, trái hường hường nè. Mình là hường hường Thu cũng hái, tại vì Thu sợ không có hái thì phải đi hái cùng một lần á, rồi mình không có thời gian mình quay trở lại mình hái á, là nó sẽ kiểu như nó thúi luôn á. Đây nè, vừa qua cái ớt nha. Ớt này là cái ớt xanh xanh á. Ớt này nó để xuống đây. Ớt này mà ăn phở đó anh. Ừ. Cái ớt. Ủa, sao nó mập thế? Trồng đây này mấy bạn coi, cái cục gạch xong rồi Thu đổ vô một tí cái đất. Hôm đó ương ra nhiều cây quá mà không có chỗ trồng, Thu cái nhét đại nó xuống. Vậy mà giờ cũng có thêm ít ớt cho mình đi thu hoạch. Coi cái lá nó bị vậy nè. Mấy bạn biết con gì nó ăn không? Con sen á. Sen nó ăn á. Đây cũng coi đây nè. Đây. Xanh xanh đỏ đỏ rồi. Dâu xong bây giờ mình sẽ chuyển qua hàng đậu nha mấy bạn. Đây, coi đậu của Thu nè. Đây là đậu leo màu tím nha. Đó. Đấy. Bây giờ bắt đầu mình đã có một cái loại đậu khác để mình thu hoạch rồi. Đó. Này đấy, mấy bạn coi này. Ui. Đó. Có mấy trái già già ở dưới Thu để Thu làm giống. Còn mấy trái ở đây thì Thu hái đây. Đó. Nhìn này đó. Chiều nay lại thử cái đậu khác rồi. Đây, cho các bạn coi hết nữa nè. À, nó tím tím như là cái thân luôn ha. Đó, trái đeo nè. Ui. Này 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 này. Đó. Đó. Nhìn cưng hả? Nguyên cái dãy này Thu để Thu làm giống, mình hái lên đây đi. Giờ lại có giống mới. Thu thích khám phá những cái mới nên là sẽ quay cho các bạn coi, đi thu hoạch nhiều loại khác nhau nó cũng vui ha. Đó. Sáng nay đó trời nó âm u lắm, bây giờ là 11 giờ rồi đó, bây giờ nắng nó mới lên đó mấy bạn. Thu hai vợ chồng Thu tính là đi thu hoạch nó sớm hơn, nhưng mà trời nó âm u, Thu nghĩ là đi vô trong cái greenhouse này đi thu hoạch chắc cũng không có thấy, rất là khó thấy tại trong cái greenhouse nó tối á. Nên là bảo là thôi đi trễ trễ một tí. Thì lúc mà Thu đợi ở nhà, Thu đi ra phía sau nhà, Thu thấy cái cây gấc của nhà Thu hôm nay vui lắm. Nó có hoa rồi mấy bạn, hoa hoa cái luôn. Có lần trước Thu nói là cái cây này 4 năm rồi, chỉ có 3 năm mấy 4 năm chỉ có ra hoa đực thôi. Bây giờ nó ra hoa cái. Thế là Thu mới tìm mấy cái bông đực á, đợi chấm bông cho nó xong rồi bắt đầu Thu mới đi ra ngoài vườn. Nhưng mà hôm nay vui lắm luôn mấy bạn ơi. Đó, đó đậu màu tím. Mấy năm trời chờ đợi mà tự nhiên bây giờ cái nó có trái mình vui lắm. Không biết mấy bạn nào mà trồng cây á, có giống như là Thu không? Mình ngồi mình đợi cho cái sự thành công. Mà khi mà nó thành công rồi á, mừng lắm mấy bạn. Ngồi á, mà mẹ chồng Thu đi qua nhà coi giùm con Thu để Thu đi ra vườn Thu hái này nè, mà bảo mẹ ơi thôi thì mẹ chấm mấy cái bông cho con đi, mà cũng không an tâm tại vì lần đầu tiên nó nở cái bông cái đó, nên là thôi để mình chấm đi. Nhiều lúc mẹ chồng Thu lại sợ bà không biết làm, hay là bà trèo lên rồi cũng sợ té hay cái gì, nên là thôi để mình làm rồi mình mới đi.
Bây giờ 11 giờ hai vợ chồng thôi mới đi ra vườn được. Bây giờ đi ra đây lại khám phá là cái đống đậu tím này, thích quá đây này. Mỗi ngày lại một niềm vui anh hả? Cái đậu tím này nó hay nè, trái này màu tím mà lúc nhỏ nhỏ nó hơi xanh xanh nè. Đó, bắt đầu nó mọc lên tới đây rồi nè, coi nè. Bữa tôi đi mà nó leo lên tới đây, mấy bữa nó sẽ leo ra hết cái vàng này luôn rồi đi bứt cho các bạn coi nè. Đây. Đây là cái thời gian relax của hai vợ chồng thôi. Đây, luôn trong đây nè anh. Đó. Ôi, bứt qua rồi mà còn thấy còn bứt lại nữa nè. Đây, đây, đây. Trái này nó màu xanh này, nó bị lai màu rồi. Xanh xanh, tím tím. Bắt đầu á, hôm bữa là cái đám đậu ở ngoài cái vườn số 5 anh hả? Bây giờ bắt đầu cái đám đậu trong đây nó lại leo lên. Không biết mấy bạn nghĩ sao, em Thu á, nhà Thu, Thu bảo là ở bên Mỹ này á, gốc mà không chấm bông là nó không có đậu đâu. À, Thu thấy nhiều người á, trồng gốc á, cái bác ở gần nhà Thu á, mỗi năm á, bác trồng rất là nhiều gốc. Bác nói Thu á, là gốc ở bên đây á, là trồng phải có cây đực, cây cái, chấm bông á, thì nó mới đậu. Thế là Thu về Việt Nam, Thu kể cái đó cho em trai Thu nghe á. Em trai Thu nói là ở bên Việt Nam á, chị biết người ta trồng gốc làm sao. Mấy người mà người ta trồng nhiều á, là người ta trồng gốc giống như là cả một cái đồi luôn á. Rồi tới mùa là hả, tự nó chấm bông, tự nó thụ phấn à. Chứ đâu có cần mà ai mà rảnh mà đi chấm bông giống như là bên Mỹ. Nhưng mà có thể bên Việt Nam đúng như vậy mấy bạn hả. Hồi xưa còn nhỏ đó, Thu nhớ là nhà Thu á, có một cái cây gốc, mà một cây thôi nha, mà cũng thành một cây thì làm gì mà có cây đực cây cái. Vậy mà mỗi năm á hả, trái nó cứ lủng là lủng liễng. Mà Thu nhớ cái cây gốc đó là nó mọc ở ngay chỗ bờ ao á mấy bạn, mà trái nó nhiều ơi là nhiều luôn, ăn không hết luôn. Mà sao qua bên đây á, gốc lại có cây đực cây cái mình không biết. Mọi năm thì cây gốc nhà Thu chỉ toàn cây đực thôi, nhưng mà năm nay thì Thu đã có được cái rồi. Và đầu mùa Thu cũng bón phân cho nó cái kiểu kia kìa. Mấy bữa mà Thu quay đến cái cây gốc nhà Thu á, Thu sẽ chiếu lại cái cảnh mà Thu bón phân cho các bạn coi nha. Đây, coi hạt đậu này bông nó màu tím tím đẹp ghê các hả anh hả? Ừ, rất là đậm. Đậm mà coi nó chùm chùm nè. À, không những hái đậu nó vui vui mà mình thấy cái bông á, đậu nó có tím tím rồi đủ màu sắc, màu tím, màu hồng, rồi màu đỏ mình cũng thấy thích nè anh hả? À. Mấy bữa nữa là đầy. Mấy bữa nữa là tha hồ đi, đi qua đây đây. À, mấy bữa nữa, mấy bữa mình đi Việt Nam mình bỏ bê rồi. Đây, cái hàng đậu này Thu để giống như vậy là đủ rồi mấy bạn coi đây nè. Ôi, hàng đậu giống của Thu nó mọc lên tới đó rồi mà coi nó đeo kìa. Chứng tỏ là khi nó còn xanh là nó rất là nhiều trái luôn á, cái hàng đậu giống nè. Đấy, mấy bữa là tha hồ có đậu giống cho đi mình nè. Chỉ có mấy tuần trở lại. Yeah, đi có 20 ngày à, mà Thu trở lại cái vườn của Thu nó giống như là một cái rừng luôn á. Hai vợ chồng về xong rồi còn phải làm việc nữa, nên là không biết phải đi thu hoạch như thế nào để cho nó hết nữa. Cái tranh thủ có nhiều ngày thì có thời gian thì đi ra thu hoạch nhiều được, chứ còn không thì cũng chịu thua thôi. Nhưng mà trồng đậu á, các bạn sướng một cái là các bạn có thể ăn non hoặc ăn già. Già thì mình có thể lấy hột mình ăn nè. Còn non thì mấy bạn luộc, mấy bạn xào ăn nó đều ngon hết. Nên nó không có phí như là những cái rau củ quả mà nó già mình ăn không được. Đậu thì các bạn già các bạn cứ lột nó ra. Đó, lột nó ra vậy nè đấy. Đó. Xong rồi chịu khó ngồi tỉa tỉa lột lột ra cất vào trong tủ đá. Hay là mình nấu đồ ăn, nấu súp, nấu đồ cho gia đình mình ăn, nó rất là ngon. Mà nó lại không có, giống như mình không có bỏ đi, mình không có tiếc. Đấy, trái lũng là lũng lẳng luôn. Hôm nay mà Thu hái hết cái này xong á, là Thu sẽ phá cái dàn đậu này đi. Cái trái nào nó già thì Thu sẽ để giống. Còn cái trái nào mà nó non 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 á, mà ăn hột được thì Thu lấy hột. Thu phá đi là Thu trồng cái cây khác. Mê ha mấy bạn ha. Mê không ăn. Mấy cái này là Thu để lấy hột hết này. Về lấy hột ngồi á, về xong rồi mùa này con của Thu á, không có đi học á, Thu mới nhờ mấy cháu ngồi á, lột cái hột ra cất vào tủ đá. Trời, nó mở kinh khủng luôn nè.
nhà hả, chịu khó mà làm mấy cái này hả, chẳng cần phải đi mua rau mấy bạn hả. Lúc nào cũng nhà thu giống như là một cái chợ, đây là như là một cái chợ mini á mấy bạn, cần rau gì là có rau đó ha. Chẳng bao giờ Thu cần đi ra ngoài chợ mua cọng rau, thậm chí cả rau nêm cũng vậy. Ở nhà Thu trồng là ăn không à, ăn cũng hết còn mang cho nữa chứ. Đây đấy, mấy cái này là để giống hết rồi, đi qua đi ngược lại đây nè anh à. Đi có mấy tuần mà về nó còn đeo đeo trái luôn đấy mấy bạn này. Tí nữa cần cái cà chua bên đằng sau ăn luôn kìa. Cà chua, mấy bạn có nhớ rồi cái cây đậu này Thu bứt mấy lần rồi không? Thu cũng bứt nhiều quá, Thu cũng không nhớ là mấy lần nữa. Chẳng phải 3-4 lần rồi ha mấy bạn ha. Bạn nào mà hay coi kênh của Thu thì chắc nhớ Thu đi nhiều vườn này vườn kia, chưa chắc Thu đã nhớ bằng mấy bạn nữa. Có nhiều bạn còn nhớ hơn Thu luôn á. Bảo chị ơi, đậu này nó như vậy, cái món này nó như vậy, ăn như thế vậy. Trời ơi mấy bạn, rất là dễ thương luôn á. Lúc nào cũng góp ý cho Thu nấu món này, món kia nè. Xong rồi mấy bạn hướng dẫn, giống như chia sẻ cho Thu nhiều thứ lắm, Thu rất là cảm ơn luôn á. Đó. Thì làm YouTube này á, là mình biết, mình chia sẻ qua, chia sẻ lại thôi đúng không mấy bạn. Rồi cùng nhau học hỏi nè, rồi cùng nhau vui nè, cùng nhau relax. Đó. Này lại được về, lại được thêm một mẹ nấu bò nấu đậu nữa anh hả? Úi, đây nè, coi nè, cái chùm này nó đeo nè. Này nấu gì sao, sao gà. Vậy mà bông nhỏ nhỏ nó còn ra nữa nè mấy bạn này. Kêu là phá đi mà bông nhỏ nhỏ nó còn ra nữa nè. Đây, thấy không? Đó. Đó. Cái cây đậu này nó sai trái nhất trong các loại đậu luôn đó mấy bạn. Đây, cái trái này mà cái hột nó bự như vậy là nấu ăn nó béo lắm luôn nè. Mấy cái trái hột đậu về này nó bự á. Bự về là ăn nó béo mà mấy bạn, nấu nó không có bị vỡ cái hột đậu ra. Mê luôn. Ôi, có cái chuồng trước mặt anh này. Đây. Úi. Mùa này quấn thì không có sợ nó đứt dây nó. Đây nè mấy bạn này. Đó. Đậu này là về nấu ăn là ngon lắm. Nhưng mà cái đậu nó dè thì bứt nó có vẻ hơi dai, cái cuốn nó hơi dai, bứt nó hơi khó. Có nhiều anh chị cũng góp ý cho Thu là lấy cái kéo cắt. Nhưng mà lấy cái kéo cắt nó bấm cái tay mình nó đau lắm bạn. Bấm ít thì được chứ bấm nhiều là cái tay mình nó rất là đau và nó vướng á. Nhiều lúc cũng khó bấm lắm, Thu thử rồi, Thu thấy bứt tay thì nó nhanh hơn. Nên là tại vì nó có cái ngấn ngay đây nè. Đó, cái ngấn ngay đây nè. Đó. Mấy bạn bấm cái tay cái là nó bung cái ngấn ra. Còn cái kéo á cắt nó còn khó hơn nữa. Nó mà nó còn lâu hơn nữa, mình đâu có thời gian đâu mà hái. Mình thấy cũng tùy theo cái đậu mà, cái đậu này thì dễ bứt lắm. Ừ, cái đậu đũa thì em thấy nó dai hơn á, cái đậu đũa Thu thấy cái cuốn nó khó bứt. Đấy. Coi còn đeo này. Đấy. Không, nhưng mà hôm nay kiểu nó trống rồi á, mình nhìn thấy mình thấy dễ, bứt nó dễ hơn. Rớt xuống đây này. Không được bỏ đi, nó rất là phí. Một rổ luôn là đi lùi lại đây này. Đây. Rồi, qua cái chùm này mới là mê man nè anh nè. Cái chùm bằng sau lưng anh mới là mê man nè. Đây. Rồi, cái chùm này mà sao nó lại bị đột biến, ở bên kia nó khoang mà qua đây nó lại cứ màu tím anh hả? Nó bị lấy gì không? Hôm qua chị Hương ở vườn cái bên á, chị hỏi Thu á, ủa sao đậu này đậu gì mà nó lại màu tím như vậy? Thu nói đậu rắn đó chị, mà không biết tại sao ở đây nó lại lai ra màu tím nữa. Có thể là cái vườn, những cái vườn khác nó trồng đậu màu tím rồi nó lại qua đây nó thụ phấn, nó lại lai qua cái đậu của Thu à. Năm nay lại có giống đậu mới để ăn rồi. Đây này, trái này còn non này đó. Năm nay hôm nay là dẹp xong cái đám đậu đấy mấy bạn. Thu sẽ trồng, Thu có hột sẵn rồi, Thu sẽ trồng dọc ở bên kia. Dẹp cái này luôn, để cuốn nó lên trồng cái khác cho nó gọn đấy.
Đây. Đấy, một rổ đậu luôn mấy bạn thấy không? Cuối mùa mà về hai vợ chồng còn gom được một cuối cái mùa này thôi, nhưng mà vẫn còn trồng được tới tháng 12 nha, vẫn gom được một rổ đậu luôn nè. Cái đậu này nó chịu lạnh tốt lắm, nên là hai vợ chồng Thu cứ tiếp tục trồng cho nó tới tháng 12, khi nó đụng lạnh á thì nó sẽ hết, thì sẽ không trồng được. Đây. Qua bên đây có cái bụi đậu này, cái bông màu đỏ đẹp chưa nè mấy bạn. Đó. Đậu này nó gọi runner bean đây, đấy. Đẹp ha. Không đã đã đỏ nè. Rất là nhiều nụ luôn, không biết là nó có đậu nhiều trái không. Thu phải đi đổi cái rổ nghe các bạn rồi mới quay trở lại thu hoạch tiếp được. Đây. Wow, đây này mấy bạn này. Ui, coi cái cà chua của Thu này. Đó. Cưng lắm luôn á, cà chua sô cô la. Nhưng mà trái dài. Đấy. Ừ. Đã ha. Ấy. Coi này, coi này anh này, coi cái chùm này nè. Đó, anh đứng gần đó chắc khó coi ha. Đây đây, đó, cho các bạn coi chút trước khi đi thu hoạch nữa. Đó. Mê ha. Cái này thì nó không có um tùm nhưng mà trái nó lủng lẳng nhìn thấy đã ha mấy bạn. Chỉ trái không thôi. Không biết cà chua này ăn có ngon không, thử ăn trái đã nhé. À, mời anh nè, anh ăn thử đi, cầm đi, để em chùi một cái rồi hai đứa mình ăn chung. Đây, mời các bạn ăn trước nha, mời các bạn nè. Mời các bạn. Ngon. Ăn thử đi. Vỏ hơi dai mà ăn ngon lắm. Ngọt ha. Ừ. Ừ. Bây giờ tiếp tục thu hoạch nè anh. Hay ha, bứt một cái là nó rớt ra liền rồi mấy bạn. Hôm Thu về nó cũng rậm rạp lắm, Thu stream nó đó. Hôm về nó bị đổ ra hết luôn, không có đường đi. Mấy cái cây này là mấy cái cây hoa so đũa nè, nó đổ lên rồi nó đâu có phát triển được đâu. Mùa này Thu về Thu chống lên rồi mấy cây so đũa của Thu nó mới mọc lên được đó. Qua đây. Ai, qua cái kia là mấy bạn coi nè, đây đây đây. Ui, anh coi này. Thu uốn nó thành một cái hình tròn luôn, còn đúng cái ngọn của nó ở trên đây nè. Thấy không? Cái ngọn của nó vẫn còn tốt lắm nha. Nhưng mà thu uốn nó thành cái chùm màu vàng luôn. Đây là cà chua vàng nè. Đây thì có hai cây lại lai ra một ít cà chua sô cô la trái dài, rồi cà chua vàng nữa, cả cái chùm dưới đây này. Đó. Cà chua nhỏ nhỏ thì nhìn nó cứ đeo đeo lại nhìn nó đã ha mấy bạn. Bức cà chua nhỏ thích hơn là cà chua lớn. Cái trái màu vàng này nó nhìn nó cũng rực rỡ, nhìn nó cũng rất là đẹp ha mấy bạn. Rồi bây giờ tiếp tục mình đi qua góc kia kìa. Bây giờ đi qua cái khu này này, đây tôi giới thiệu cho các bạn coi. Trong các khu vườn Thu mê nhất là khu vườn này, tại vì nó có những cái đặc sản ở miền Nam hoặc là những cái đặc sản đặc trưng của Việt Nam đây này. Mấy bạn nhớ cái loại hoa này chưa? Đó, chuẩn bị cho Thu có thu hoạch rồi này. Có rất là nhiều luôn, đây là hoa điên điển nha. Đó. Tôi trồng cái cây này là từ tháng 2 nè, bây giờ nó bắt đầu chuẩn bị cho hoa đây nè. Giữa tháng 2 là Thu ương hột trong cái greenhouse đó, hoa quá trời luôn. Hoa này là cái cây điên điển này, gọi là cây điên điển Thái Lan chứ không phải điên điển Việt Nam nha. Rồi, đây. Các vườn thì mỗi vườn nó có cái đặc trưng, nhưng mà Thu thì Thu thích cái vườn này nhiều. Tại vì nó có nhiều đồ ăn Việt Nam. Đây, dưa leo của Thu nè. Mấy bạn coi này. Nó đeo 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 giống như là mấy cái trái lủng lẳng á ha. Đó. Đeo từ dưới đất đeo lên luôn. Không phải là Thu trồng giống như thế vậy đâu. Hôm bữa Thu về đó không có người uốn nó đó, nên là nó bò tùm lum hết, rồi Thu vắt lên được cái nào Thu vắt thôi. Đấy. Đấy. Đi lùi lội lại bên đây nè anh này. Đi đi ngược lại đi. Đây 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 đây. Đi vô đây. Đấy, đó, dần đây nè đó. Nằm đeo hết luôn. Có trái màu vàng này để thử coi nó già chưa nha, để bẻ ra cho mấy bạn coi nè. Tại có nhiều bạn lần trước nói chị ơi, chị bứt dưa leo vậy thì nó già mất rồi. Bây giờ Thu bẻ thử một trái cho mấy bạn coi. Đó. Đây.
nó không có già nữa ha, mấy bạn thấy nó còn non không, nhưng mà nó màu vàng như vậy đó, ăn rất là giòn và rất là ngon. Cái vỏ nó không có bị dai mà rất là ngọt luôn. Chỉ có điều là nhìn nó màu vàng vàng thì mấy người tưởng là nó bị già hay gì, nhưng mà không phải đâu. Rồi bây giờ trong lúc mà lúc nãy giờ mình hái vòng 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 bên ngoài thì Thu có mở sẵn cái cửa này ra để cho nó thoáng. Bây giờ mình sẽ vô đây nè. Rồi bây giờ đi vô trong cái nhà greenhouse của Thu, cái nhà gọi là đậm chất Việt Nam cho các bạn coi nè. Ôi gọi là nó giống như là một cái rừng luôn nè. À, rau răm, à, lục bình, kèo nèo nè. Bữa kèo nèo Thu mới trồng cho các bạn coi, nó bé xíu xíu rồi mà bây giờ coi nè. Đấy, kèo nèo của Thu nè. Ui mê chưa mấy bạn, đây đây coi vườn kèo nèo của không phải, cái này không phải kèo nèo đâu. Hôm bữa Thu bảo là cái này kèo nèo thì mấy bạn có bạn nói là chị ơi hôm nay không phải kèo nèo mà cái này là tai tượng. Mà đúng rồi, Thu nghĩ cái này là nó giống tai tượng hơn á ha. Coi nó tròn tròn nè. Đấy, nhìn cái này là nhớ nồi lẩu mắm Việt Nam rồi, còn rau muống nè. Ui nó như rừng luôn mà nó tốt nè, lá to đùng mà non bơi bởi. Rồi đi vào qua đây tôi cho các bạn coi cái này này. Ui coi này, bạc hà của Thu mà đụng mái nhà luôn nè, không đụng cái greenhouse luôn. Đó coi này, coi Thu lúc mà Thu ngồi này đó, đây đó, ngồi nhìn nó giống như là một cái cây dù á hả mấy bạn. Đó đã vô đây à. Hôm nay Thu có mang một cây thước dây qua, Thu muốn đo là coi cả nó dài bao nhiêu nha, mấy mét ha. Đây, đo cái này từ gốc nè. Đây, anh kéo lên trên đi. Đó, kéo 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 kéo, đeo bao tay khó kéo quá. Đó, lên trên cái đầu lá luôn, thử coi nó bao nhiêu nha. Đây nè, 150. Đó. Rồi bây giờ 150. 150 là tới đây, đây là tới đầu lá luôn. 150, cái này là 43 nữa là 193. 3 cm nữa là được 2 mét rồi đúng không? Ừ. Đó, đây. Ôi vậy cái này nó còn đúng, vậy là cái này nó 2 mét luôn nè mấy bạn này. Cái này là nó đụng lên tới nóc luôn này đó. Rồi anh đi bước ra ngoài một tí nè. Để em cho mấy bạn coi. Ngò gai của Thu hôm nay cũng mướt luôn rồi nè, mướt rượt rồi. Hôm bữa Thu có chồng. Bữa mình thay đất mà đúng không? Ừ đúng rồi, hôm bữa mình mới thay đất nên hôm nay nó mướt rượt luôn rồi. Đây 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 đây. Mấy cái cây này lá lốt này trồng trong đây nó mau lớn lắm nè. Thu cũng ương được mấy chậu lá lốt cũng to lắm rồi đó. Đó để qua đây đây nè. Ương được 3-4 chậu. Đây qua đây. Cái này là ngó súng nè. Còn cái này á là rau nhút của Thu. Nhưng mà rau nhút ở trong đây nó mùa này năm thu năm nay ở khí hậu của Thu nó rất là khó chịu. Mùa này mà nó chưa có nóng lắm nên là nó chưa có bật ra, khí hậu mà phải 90 độ trở lên là rau nhút nó kín cái hồ luôn. Hiện giờ thì nó mới có 70 mấy độ thôi nên là cứ phải đợi. Rồi bây giờ qua bên đây trước. Đây. Ngồi xuống đây nhá. Đây vô cái bụi rau cần này nè. Đó. Cắt nó kêu sột xoạt sột xoạt, nhìn thấy ngon ha. Đó. Cắt tới đâu là thơm tới đó luôn. Sực mồi luôn. Lâu cần này mà về mà có nồi lẩu cá ăn thì thôi á, quên trời trăng mây nước luôn. Đó. Cứ mỗi lần Thu cắt xong một cái á, trời nó còn non lắm này. Đó. Thấy không? Nhưng mà chịu khó nhặt thôi. Mỗi lần mà Thu cắt xong á, là Thu bỏ cho nó một khoảng 2 muỗng cà phê, cái phân nó gọi là organic fertilizer dành cho vegetable á. Còn bạn nào mà không có cái phân đó giống như của Thu á, là mấy bạn lấy một ít phân cá, khoảng một muỗng canh phân cá thôi, xong các bạn pha nước, pha với nước các bạn tưới tưới cho nó là nó rất là tốt. Nhưng mà đừng có tưới nhiều quá thì nó ở trong đây nó cũng không có thoát nước được á, thì nó cũng sợ nó chết. Thì mấy bạn Thu nói là một muỗng canh thôi nha, một muỗng canh gạt thôi, nó là nó cứ tốt như vậy. Cứ mỗi lần cắt thì cho nó một muỗng, còn không có cái phân kia thì rải cho nó cũng một muỗng như vậy. Đây. Hôm nay là Thu mặt mệt nghỉ luôn. Nó ở trong cái greenhouse này đó, nó mọc nó non hơn ở ngoài. Nhưng mà trời á, trời nóng nóng thì nó lên nhanh. Bữa Thu cái này thì khoảng 20 ngày là cắt được. Nó lâu mọc hơn cái rau muống. Đấy, đấy. Mấy cây lá lốt của Thu này
Hôm bữa Thu cắm dở dở mà nó lên nè. Chồm chồm vô đây cắt đấy. Mấy em cá nè. Bò bò trong đây là mấy em cá nè. Nuôi mấy em. Cho mấy em ăn lăng quăng. Không thì nó nở lăng quăng đấy, nó nhiều mũi. Nuôi có mấy em cá là không có một con lăng quăng nào cả. Thế là tha hồ cho mình đổ nước vô mình trồng. Mỗi lần cái vô cắt cái thấy mấy em bơi lội tung ta tung tăng nhìn cũng rất là vui. Ở trong đây thì nó ít nắng hơn, nó không có tốt bằng ở cái chậu ngoài đây ha mấy bạn. Nhưng mà cũng có để cho mình thu hoạch đấy. Đó. Mệt rau cần luôn. Cái này mà không có ông xã thu quay thì không thể nào đi thu hoạch ở trong đây được. Nó chui chui như vậy, nó có nước nữa, mình đâu có cho quay phim được mấy bạn hả? Đúng là tạo ra khí hậu đúng môi trường Việt Nam, cây nào cũng tốt. Cây lá lốt của Thu nè, Thu lấy cái cành Thu cắm đại mà giờ nó đã lên một chậu như vậy rồi. Đó, giờ Thu để nó lên đây nha. Xong rồi bắt đầu Thu lại tới rau muống nha. Lại lấy thêm cái mẹt nữa thì cắt rau muống. 11 giờ trưa mà chui vô cái nhà greenhouse này là đúng là hai vợ chồng Thu gọi là xâm mình nó xông hơi luôn. Đúng Việt Nam thôi, có gì đâu. Việt Nam y chang, cái khí hậu trong đây y chang Việt Nam. Mà nó hầm hầm á anh nhỉ. Y chang. Về Việt Nam á mấy ngày mà nó mưa thì nó cũng còn đỡ đỡ, chứ mấy ngày mà nó không mưa á nó hừng hừng. Được quá. Mấy cây rau muống mà nó rau cần Thu thấy nó không cần nắng nhiều. Nhưng mà rau muống á nha, không có nắng là nó lên không có tốt. Thôi, bây giờ quay qua đây, cắt đám rau muống bên đây nè mấy bạn. Đây. Và rau muống này, hôm nay lá nó bắt đầu nó bự rồi. Cái này cái lúc Thu trồng á, người ta nói là rau muống lá tre. Nhưng mà nói lá tre thì lá mà nếu mà đất nó tốt thì nó cũng bự chà bá. Mỗi lần ấy xong một cái là trộn cho nó cái phân bò mà mấy cái phân mà nó mục ra rồi đó, là mình lấy mình rải cho nó một tí. Hoặc là nếu mà có được cái phân organic á, bên đây thì nó dễ, bên Việt Nam thì nhiều lúc mình đi tìm mấy cái phân đó thì nó không có bán giống bên Mỹ, nên là cái dễ nhất á là Thu thấy là cứ lấy ít phân bò để cho nó mục ra, xong mình bón cho nó là nó tốt um sùm. Hồi xưa nhà Thu ở ruộng rau muống mà thấy mấy bác đây, phân bò ở khu nhà Thu ít nuôi bò, nuôi heo nhiều, nên là cứ lấy phân heo ủ ra xong rồi rải rau muống 16 đến 18 ngày là cắt rau muống nó dài kiểu này. Nhớ mẹ Thu nói là rau muống sợ nhất là khi mà cái rau muống nó bị gió nó đổ đó, cắt là nó rất là khó. Bây giờ mình mới có cái cảm nhận như vậy. Hồi xưa bên Việt Nam toàn đi ăn với học không có biết cắt rau muống đâu. Bây giờ đi qua đây cắt thì mình mới thấy là công nhận rau muống mà nó quấn vô thì rất là khó cắt. Bây giờ cắt ở ngoài cửa cắt vô, tại vì nó đổ vô cái hướng ở phía trong, mà bây giờ nó Thu cắt ở hướng phía trong lôi ngược lại nó rất là khó. Mùa này thì ăn rau muống tha hồ. Ăn rau muống mà ngồi kế bên cái bụi rau này nè. Rau răm. Nó sực mùi luôn, coi cái bó rau muống này nè. Ngon hơn chợ. Đó. Nó đổ theo hướng này, mình cắt hướng này nó mới dễ. Cắt hướng ngược lại nó không có. Hôm bữa lúc mà Thu đi về Việt Nam mà ăn, Thu làm đám giỗ về Việt Nam làm đám giỗ bố đó, gặp mấy cô chú họ hàng xóm. Thấy mấy cô chú bảo chứ, trời ơi, hồi xưa ở Việt Nam tao thấy mày bé bé mày đi học không à, kỳ này mà sao đi qua bên Mỹ biết trồng tùm lum tùm la hết. Tao bảo ở bên Việt Nam thì anh đi học đâu có biết làm, bây giờ đi qua bên Mỹ thì không có mấy cái này, đi làm đi ra trồng thì mới có mà ăn, nên là lúc nào cũng giờ nên mà biết trồng nhiều thứ. Nhưng mà cũng may là hồi nhỏ mình đi ra ngoài ruộng đồ á, bắt cào cào rồi bắt bướm thả diều cũng để ý, nên là bây giờ mình cũng mới biết là những cái loại này trồng nó như thế nào.
Bây giờ anh trồng mới được chứ nếu không để ý chắc bây giờ cũng chẳng biết trồng. Hôm bữa anh về nhà em anh thấy cái ruộng rau muống nhà em thấy đã không? Hồi xưa ở đó là cả một cánh đồng rau muống bạc ngàn luôn đó anh. Đây nè, đây nè, mấy bạn coi đây nè. Đấy. Cắt chút xíu mà một rổ rau muống. Vô đây nè, vô đây nè. Hơn một rổ tí giống như một thùng á. Này, anh làm sao mà hết được, tí về lại gọi đi mời. Chia cho mỗi người một tí ăn cho nó vui. Ăn làm sao mà hết được. Thích lắm. Mùa này thì ăn rau muống tha hồ. Đến mùa đông thì chuyển qua ăn cải bắp. Nấu bún bò hay đồ thì ăn cải bắp thôi chứ làm cái gì có rau muống mà ăn. Mùa đông cái tháng 11 cái là nó đứng lại nó rau muống chứ mà nó khó mấy bạn. Tháng 11 mà nó đụng lạnh một cái là nó cứ đứng xong rồi nó cuốn dây thôi. Nó không mọc là nó không mọc. Bởi vì ngoài chợ làm sao mà rau muống nó không đắt được. Đến mùa đông hả? Nhiều lúc cả 5-6 đồng rau muống mùa đông còn đắt hơn thịt. Giờ thu cắt cái này nè, nó bắt đầu nó lên cái rễ như vậy thì mình phải bón phân để cho cái rễ nó mọc xuống, để cho nó che cái rễ lại thì nó lại tốt nữa. Để cái rễ lên như vậy thì nó sẽ không có tốt. Đây này, bây giờ cắt xong mấy bạn mới thấy cái đám này qua thấy không? Đây 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 đây. Đó. Nãy rau muống nó lùm tùm, mê Thu nói về cái cây tay tượng với lại mấy cái cây này mấy bạn đâu có hình dung được ha. Bây giờ cắt xong cái đám rau muống này. Bây giờ bắt đầu mấy bạn mới thấy mấy cây này nè đấy. Mọi năm thì cứ thấy người ta ăn thì cứ thèm thuồng. Năm nay thì tha hồ mà trồng về nấu nồi canh chua. Thả vô. Mấy bữa hoa điên điển nó lên một cái thì lại nấu nồi lẩu mắm. Lẩu mắm mà không có mấy cái này là nó không có ngon. Nên là có ăn là phải cho nó để như là đủ món ăn trưa luôn nó mới ngon mấy bạn ha. Đấy. Đó, tay tượng nè. Đã chưa? Đặc trưng miền Tây hả? Cái này miền Bắc thì tôi nghĩ là nhiều người không có biết cái cây này đâu, nhưng mà cây này là đặc trưng miền Tây nè. Miền Tây mà ăn lẩu mắm là bảo đảm phải có cái này. Bây giờ năm nay vườn Thu là tha hồ tìm mãi mới được giống. Cắt cái này cái ngồi nhớ cái bài hát gì đó mấy bạn. Thu nhớ là Thu hát thử coi là gì. Em đi trên cỏ non một mồm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành xóm nhà chân. Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo dầu trèo trên đỉnh cao mê núi cũng lặn lội về thăm. Em quan tâm luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa, nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa. Cha đưa em đi học môi trường xa, đôi chân em bé nhỏ. Hát từ đó quên rồi mấy bạn ơi. Bây giờ bước qua đây lại thu hoạch tới cái đám rau răm này. Đây là rau ngòm của Thu này, mọc ở trong cái hồ mà cũng là coi này đó. Canh chua có chị cá nữa này đó, chị cá ngồi đấy mấy bạn thấy không đó, đây nè đây. Bữa nào mua thêm con thả vô nữa mấy bạn ơi, nó sống con mình nó cũng buồn, phải có hai con cho nó có bạn chứ có rảnh để Thu không. Như là bữa Thu cũng thả vô hai con rồi mà sao không thấy cái con còn lại ha. Trốn rồi bà ơi. Cắt hết cái này cái kia vô đây, cắt chúng chắc cả tiếng đồng hồ á ha mấy bạn ha. Wow. Gọi là vã mồ hôi hột.
mà ráng đi hai vợ chồng đi vô đây thu hoạch cho mấy bạn coi. Đấy. Rồi, hết đám rau răm về kho một nồi cá kho gọi là bá cháy bỏ chét luôn. À. Ôi dồi ôi, cái cây này nó lên tốt. Đấy, đây cái bụi bạc hà này thu lần trước thu diệt mà nó không hết được mấy bạn ạ. Rồi. Các bạn ơi, còn bụi bạc hà nữa nhưng mà thôi gọi là hết năng lượng rồi mấy bạn là coi mặt Thu mồ hôi nè. À, quay lại coi ông chồng của Thu kìa. Mồ hôi gọi là đầm đìa luôn. Giống như Việt Nam thôi à, yeah. Có gì đâu. Mà hai vợ chồng á, thì ráng đi thu hoạch cho các bạn coi chứ mà thôi ướt hết cả quần áo đi vô đây giống như là mình đang ở bên Việt Nam á, mà có khác một cái là nó không có quạt thôi. Rồi có vô đây đỡ một cái là có mấy cái thau nước này thì nó cũng mát mát. Thôi hai vợ chồng mình tạm dừng buổi thu hoạch hôm nay gọi là trong cái greenhouse hay là vòng vòng cái vườn này nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích thì xin vui lòng cho hai vợ chồng mình một like, share cũng như subscribe cho kênh của hai vợ chồng mình. Hẹn các bạn vào những video sau. Bye bye.